ông ngoại bà nội tôi thì bán cá có đường này. Lúc đó tôi sinh ra nữa. Thì về sau đó thì ông bà tôi bán, cũng lớn tuổi bắt đầu mới truyền lại cho ba má tôi bán. Thì ba má tôi mở thêm một cái tiệm nữa là ở đường Trần Hòa. Thì sau đó mới là cho con cái bán. Sau đó nữa mới đã chuyển về đường Đô Xuân Tính này. Tất cả ngồi tập trung vào con đường này hết. Và họ thuê nhà, họ mướn, họ bán. Hình thành lại một con đường bán cá tới cho ngày hôm nay. Hôm nay có đến mua cá này? Có mua một cặp. Giá cả bao nhiêu cháu? Cái đó thì một cặp đó là 1,5 triệu. Có bớt không? Dạ không, tại dòng cá này nó hơi cao cấp một xíu. Rồi đúng giá luôn hả? Dạ đây con bán có đúng giá, tại giá cá rất là hơi nhiều thiệu một xíu, không có thấp được. Đây dạng màu trắng thôi ha, còn nếu con mua màu khác thì sẽ giá khác. Rồi mà cách ăn uống cho bình thường không? Dạ ăn uống thì cũng dễ, cô cho ăn cá tép hay trùng chỉ cũng được. Đi mua cá ở cái phố này tôi cảm nhận rằng nó cảm giác trong mình như thế nào, kiểu lắm nó vui mà thì nhìn thấy cá bơi trong chậu tôi rất là ưng, tại vì đây giá cả nó phù hợp lắm, nó phù hợp với người tiêu dùng nên mình không phải trả giá nữa. Hiện nay mình có nuôi dòng cá chép Nhật hay gọi là cá coi á, thì mình bán cái đó cũng rất là mạnh, cũng được, tại người ta thả hồ Đông Bộ. Hồ Kiến á, thì hiện nay thì mình bán được con cá dĩa. Cá dĩa là mặt hàng chủ đạo, nó tuy rằng rất là cổ điển nhưng mà vẫn bán rất là được. Và dòng cá rất là sang trọng. Ngoài ra thì cũng có con cá La Hán. La Hán hiện nay thì một thời nó cũng rất là làm đình đám, nhưng giờ nó cũng một thời nó cũng đi xuống. Xuống xong giờ nó lên lại, tại bây giờ người ta lại tạo ra được một dòng cá rất là đẹp. Từ sáng sớm đến chiều tối, đường Lưu Xuân Tính nhộn nhịp khách hàng đến mua cá cảnh và những phụ kiện đi kèm. Con phố này góp phần làm cho Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi cần gì có đó. Chính nét độc đáo này mà bất cứ ai khi gắn bó với mảnh đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì sâu nặng khó quên.